Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào cả nhà. Mọi người có thấy là có một cái điều đặc biệt là không ạ? Đấy, ở trên lưng lừng trừng trời có một cái ô tô đúng không ạ? Không hiểu sao mà nó leo lên đấy được, cái tài chứ. Chắc là quý vị nhà các bạn nhận ra đây là cái không gian nào, chính là nhà ông Thọ nhựa. Nay lại qua nhà ông Thọ chơi một chút, ngắm cây. Cây này hôm trước nó bị gãy, cắt bớt một tí. Đây là anh xem anh em Nam Định đang sửa cây. Chào Facebook gia đình nhà mình nhá. Chào những người yêu cây. Anh em mình là từ huyện nào đến nhỉ? Anh em đến từ quê hương Nam Định, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định. Đúng Điền Xá luôn. Đúng đất làng nghề luôn. Điền mày thôi. Không. Thiên hạ thôi. Điền mày thiên hạ. Ôi giời. Hai anh đang xử lý một cái cây có cái tên là Lộc Tích Tụ của Nguyễn Gia Thọ. Đây cũng là một phương pháp làm cây rất nhanh mà những người làm nghề thì rất là quen thuộc với cái cách làm này. Nhưng dù sao thì cũng là cái yêu cầu của gia chủ đúng không? Yêu cầu của ông Thọ là làm kiểu bông như thế này. Lối truyền thống. Lối truyền thống. Làm như này thì... Quá là nghệ thuật được. Qua thời gian nó quá lên sẽ quá là nghệ thuật. Lấy tay cành nó to ra này. Bắt đầu lúc mình bắt sang dáng nghệ thuật. Nếu mà là anh người làm quen với cái kiểu này thì anh nghĩ là cái này có nhanh hơn cái cách làm không rồi đó? Thực tế ra thì ăn cắp được thời gian. Thì bởi cái lý do ăn cắp thời gian là nó không bị cái kết nhôm nó gò bó. Nên là cành nó vẫn cứ tơ như này. Thì sau này khi mình nắn nó ra chạy nhôm đi nó vết đẹp, nó không bị tì vết. Bây giờ nó bé như vậy mình chạy nhôm thì nó sẽ bị tì vết. Chắc là đấy thì cũng như người làm cây thì cũng sẽ đã hiểu rồi. Không, lý do là tại sao mà người dân Nam Điền, người dân làng nghề người ta lại làm như này đúng không? Nó cũng có phải có cái hiệu quả của nó đúng không? Đúng rồi, nó ăn cắp thời gian ở chỗ này đấy. Ông lại cho vào bông hả ông? Không, nó rộng bông ra nữa. Đè tiếp ra. Tỉ mỉ lắm ấy, được cây vậy. Nhiều công lắm nhỉ. Nên mà theo cái kinh nghiệm của anh như thế này thì khoảng bao lâu nữa thì mình tháo cái mê này ra, là nhôm này ra là nó mịn bông? Cũng tùy theo sự chăm sóc của từng người. Đầu tiên phải chăm sóc ra. Quá trình chăm sóc thì không nói mạnh được. Tầm 5 hơn 5 là có thể tháo được rồi đúng không? Đủ điều kiện là tháo được. Cây trên tầng 11 tháo hết rồi đây. Chú đang chuyển sang tất cả bông đĩa này sang thành nghệ thuật rồi đây. Bây giờ là ok rồi. Tầng 11 thành nghệ thuật. Rồi. Một lát nữa thì mời cả nhà lên tầng nghệ thuật là tầng 11 để ngắm các cái tác phẩm, các cây mà ông Thọ đã cho làm ra cái phương pháp này. Thời gian vừa rồi thì rất nhiều người là thắc mắc tại sao mà ông Thọ lại chơi cây mà dùng dây nhôm để uốn tạo bông như thế này. Nhưng mà ông đều có lý do. Và cái cách ông làm thì cũng rất đặc biệt. Ngay này chúng ta lại thấy là ông đang xử lý một cái cây. Khi đan cái bông này cái thì nó đã thành tầng, thành lớp luôn. Đấy, đã đan sen. Cây lộc tích tụ ở đây thì buổi chiều nó không có nắng nên là cây nó bị hơi bị thiếu, có thể là gọi là nó hơi cớm một chút.
lộc tích tụ. Một cây xanh ôm một cái hang. Ông đặt ngay ở dưới sảnh, ngay gần nhà, ở ngoài mặt đường. Ở nhà 89 Nghi Tạm. Đấy. Chơi mỗi người một lối, một phương pháp khác nhau. Nhưng mà nói chung là như ông Thọ thì những người mà đã quá điều kiện rồi. Cả một cái tòa nhà này thôi sở hữu của ông Thọ, mà ngay gần cái mặt phố rất là sầm uất, mặt đường rất lớn, Nghi Tạm. Mặt phố này thì quá vip. Giá trị của cái khu đất và cái khu nhà của ông Thọ thì quá nhiều. Nhưng mà ông thích chơi theo cái phong cách riêng. Đấy, ở đây cây được xếp một cái bóng. Nói chung là nó cũng có nhiều những cái đường đi chạy của những cái tay chi cảnh, nó cũng khá là khéo. Có lọt được không ông? Có lọt không? Như này cũng được ấy chứ. À, cũng cho vào được mà. Hàng chữ dơ, hàng con rơi, chữ phúc. Cái này nó có tính cổ cổ tí không? Đấy, ông Thọ đang sưu tầm những cái đôn này nhá. Ai mà có các cái đôn này thì liên hệ với tôi. Hổ phù là ấy chứ đúng không? Đây là hổ phù đấy. Hổ phù. Mà cái lối cách làm cách đây 30 năm rồi, chứng tỏ là cái lối của người ta được kéo hay rồi. À. Ông ơi, ông sưu tầm nữa không? Để con truyền thông con bảo anh em ai có gửi cho con nhá. Ông sưu tầm nữa không? Để con bảo anh em gửi cho con. Hôm mai anh đi tìm cái này này, chú sưu tầm rồi. Ok, mai lại đi sưu tầm cho ông vậy. Ai có gửi cho thiệp nhá. Đấy, hai bác thợ Nam Điền, Điền Xá, Nam Định. Mới, cái đấy thì mới. Đang thổi hồn vào tác phẩm Lộc Tích Tụ của Nguyễn Gia Thọ. Chia sẻ vui vui thì chúng ta lại thấy anh em Nam Định thì làng nghề rất khéo tay rồi. Rất trân trọng những giá trị của các anh và người chơi như ông Nguyễn Gia Thọ. Chia sẻ một tí vui vui với cả nhà. Cho thấy là đam mê luôn luôn là không có giới hạn, nghệ thuật cũng không có giới hạn. Thành quả của anh em Nam Định sau một buổi chiều, chúng ta cũng ngắm lại một chút tác phẩm Lộc Tích Tụ. Đã gọn gàng sạch sẽ, đã được đưa vào kho nếp. Và bây giờ thì chờ thời gian để cho các cái răm nó dày và anh em sắt là khoảng hơn một năm thì chúng ta lại được một bộ tàn liên tít rất đẹp. À, đẹp quá, đẹp quá. Ngay mặt đường nó ồn lắm cả nhà. Đấy, tác phẩm rất tuyệt vời, đón khách trong một cái tòa nhà rất VIP này. Ok, tạm biệt cả nhà. Bye.